Thưa quý vị, vườn thú trên sông River Safari là một trong những trải nghiệm thú vị khi đến với tổ hợp vui chơi giải trí Vinpearl Nam Hội An. Tuy nhiên, ít ai biết phía sau vườn thú đất liền lớn nhất miền Trung này là địa điểm cứu hộ hàng nghìn cá thể hoang dã bị vận chuyển, mua bán trái phép hoặc lạc bầy. Hoạt động cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã là một điểm cộng quan trọng để Vinpearl Nam Hội An được Ủy ban dân tỉnh công nhận là điểm đến xanh mới đây. Bé TT này là cá thể thứ hai thuộc loài TT Java quý hiếm đã được sinh ra tại Safari Nam Hội An. Trung tâm cứu hộ động vật Vinpearl River Safari Nam Hội An đã gắn chip định danh và đặt tên cho cá thể TT quý hiếm này là Sam Sam. TT mẹ là một trong hai cá thể TT được lực lượng kiểm lâm phát hiện và cứu hộ, chuyển đến Trung tâm cứu hộ động vật Vinpearl River Safari Nam Hội An. TT hiện đang là loài động vật đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao, dị yếu do săn bắt trái phép và mất môi trường sống. Việc chào đón một thành viên mới như bé TT một lần nữa khẳng định nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đồng trong việc bảo tồn loài động vật quý hiếm này đã và đang mang lại những kết quả tích cực. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã thực hiện các cứu hộ hơn 3.000 cá thể và thành công tái thả khá là nhiều loài như là TT, và đặc biệt trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã nuôi nhốt thành công và được sinh trưởng một bạn TT Java rất là quý hiếm. Đó là một cái việc mà chúng tôi đang cố gắng trừ nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ để chứng minh được việc rằng là chúng tôi đang cố gắng cùng chung tay với các cơ quan ban ngành bên Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng với các chi cục kiểm lâm và cục thú y để làm sao chúng ta có được một cái môi trường tốt cho các loài động vật quý hiếm, cùng chung tay bảo tồn. Công tác nuôi dưỡng động vật hoang dã ở VinWonder Nam Hội An khởi đầu từ năm 2018, lúc tổ hợp giải trí đi vào hoạt động. Từ năm 2018 đến 2019, River Safari Nam Hội An đã tham gia hỗ trợ các đơn vị kiểm lâm chăm sóc sức khỏe cho động vật được giải cứu khỏi các bẫy thú. Năm 2023, với cơ sở vật chất từ phương tiện cho đến thiết bị cứu hộ chăm sóc, cùng hàng nghìn cá thể động vật hoang dã được cứu hộ thành công, River Safari Nam Hội An đã chính thức được công nhận là trung tâm cứu hộ, chữa trị cho thú hoang dã từ khắp cả nước. Thực tế một cái là đã hoạt động từ năm 2018, không chỉ bằng cái việc là cứu hộ trực tiếp, tham vấn, tư vấn từ xa, thậm chí là tham gia hỗ trợ những công tác mình gọi là online đấy, với tất cả các đơn vị nơi và kết nối để mà hỗ trợ với nhau, thậm chí tham gia cả những hoạt động truyền thông nữa. Thế nên là khi bắt đầu từ tháng 8 năm 2023 thì nó cũng có những cái bước tiến mà thực sự mà nói là cả về số lượng, cả về chất lượng, cả về khối lượng nữa. Thì từ tháng 8 đến hiện tại bây giờ, đến thời điểm bây giờ gọi là tháng 5 này, những ngày cuối cùng tháng 5 năm 2024 thì chỉ trong vòng đâu đó là nó chỉ vào tầm 9 tháng thôi. Thì cơ sở đã tham gia cứu hộ, nếu như chỉ tính riêng về động vật cứu hộ, nó vào tầm khoảng độ là 2.800 cá thể với hơn 70 loài khác nhau. Và thực sự là cái con số đó nó không chỉ phạm vi ở Quảng Nam đâu, mà gần như toàn bộ của Việt Nam. Đi khắp từ địa đầu Móng Cái, Tổ Quốc đến xuống tận Mũi Cà Mau. Chỉ trong những tháng đầu năm nay, vườn thú đã được rừng quốc gia Pù Mát tin tưởng bàn giao hơn 1.500 cá thể thú thuộc 37 loài động vật gồm vẹt, kỳ đà, trăng với quãng đường cứu trợ lên đến hơn 1.500 km. Trước đó, River Safari cũng đã đón từ Quảng Ninh 27 cá thể trồn đất, chuột túi, warabi, chuột lang nước khổng lồ bị săn bắt, nhập lậu trái phép, nuôi nhốt trong môi trường sống không phù hợp, dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe và tập tính sinh hoạt. Đến nay, những cá thể động vật này đã hoàn toàn hồi phục và hòa nhập với ngôi nhà River Safari Nam Hội An. Bên cạnh cứu hộ, tạo môi trường sống cho nhiều động vật hoang dã, Safari Nam Hội An cùng tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ các loài động vật quý hiếm này. Bắt đầu từ năm 2018 đến thời điểm bây giờ thì thấy rằng là nói đơn giản là người dân trong khoảng độ tầm 5 đến 10 km ở gần đây, dân trí họ thay đổi họ có tư duy tốt hơn về việc bảo vệ động vật hoang dã. Khi có thông tin như nào thì việc đầu tiên của họ đó là thông báo đến cơ sở, thông báo đến cơ quan kiểm lâm về những việc là tôi phát hiện thấy cá thể này, tôi nhìn thấy cá thể này và đề nghị các anh chị hỗ trợ trong những chuyên môn. Đấy, trước đây thì có khi là không có chuyện đó đâu. Thế nhưng một trong những cái tác động lớn nhất mà nó hiệu quả tốt nhất đó là gì? Đã làm sao thay đổi được về cái tư duy này, về nhận thức, những thái độ và có những hành vi, hoặc thậm chí là đối với người dân xung quanh khu vực ở đây gần nhất ấy, ở huyện Thăng Bình này có những cái rất là đồng lòng chung với cơ sở và với những cơ quan chức năng để mà làm sao để bảo vệ động vật hoang dã, thì thực sự cái trách nhiệm của vai trò của một cái cơ sở mà liên quan về việc hoạt động nuôi dưỡng và hoạt động cứu hộ này thì nó không chỉ là cứu hộ không, mà nó là cái tuyên truyền và giáo dục. Em nghĩ cái đấy là cái quan trọng nhất. Trên cơ sở khu bảo tồn động vật hoang dã và bán hoang dã, Vinpearl Nam Hội An đã xây dựng một sản phẩm du lịch vô cùng hấp dẫn. Đó là trải nghiệm thế giới của các loài động vật hoang dã bằng thuyền trôi trên dòng sông nhân tạo. Chiếc thuyền sẽ đưa khách du lịch khám phá cuộc sống của các động vật hoang dã quý hiếm đến từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ một sở thị, xứ sở Linh Dương hay đại gia đình thú dữ nằm trong sách đỏ như hổ Bengal, gấu ngựa, sư tử châu Phi, du khách còn được tận hưởng bản hòa ca âm nhạc của tiếng sóng vỗ, tiếng hổ gầm hay tiếng chim kêu. Hành trình 1,4 km trên con sông chỉ kéo dài khoảng 15 phút, nhưng để lại cho du khách những trải nghiệm khó quên. Cho dù là người lớn hay các cháu nhỏ đều không kìm được sự thích thú khi tận mắt chứng kiến và gần gũi với các loài động vật thường chỉ bắt gặp qua sách báo hoặc màn ảnh truyền hình. Được cái dịp để vào Hội An và đi cái khu này thì em thấy rất là đẹp, choáng ngợp so với cả em ở ngoài Hà Nội. Em cho các con đi sở thú ấy, bách thú, bách thảo thì phải gọi rằng là không thể so sánh được. Em thích nhất là cái chỗ mà có mấy con hổ trắng ấy. Các con đều thích cái con hổ trắng đấy. Đấy, em thích nhất là cái con đó. Còn đâu là cảnh quan thì rất là đẹp, không còn gì để nói cả. Cái mô hình tại VinWonder như vậy là một mô hình rất là hay, không phù hợp với lại cái chiến lược về phát triển du lịch của Quảng Nam, đó là bảo tồn để phát triển và phát triển để bảo tồn. Và cái mô hình tại VinWonder đã góp phần không chỉ là cho bảo tồn các loài động vật mà đang có nguy cơ bị diệt chủng, và đây cũng là một cái sản phẩm du lịch mà trong thời gian vừa qua thì được các cái nhà nghiên cứu rồi du khách và kể cả là nhân dân rất là quan tâm. Và chúng tôi thấy rằng là cần phải tiếp tục phát triển cái mô hình này sâu và rộng hơn nữa để trở thành không chỉ là một cái trung tâm để giải cứu các loài động vật có nguy cơ bị diệt chủng, nhưng mà đây là một cái sản phẩm để mà tuyên truyền quảng bá để ngày càng thu hút các du khách ở các thị trường đến với Quảng Nam để mà trải nghiệm. Thời gian qua, Vinpearl Nam Hội An đã đón hơn 200.000 lượt khách là học sinh các trường học đến trải nghiệm tour trên sông. Thông qua hoạt động này, giúp các em hiểu hơn về các loài động vật quý hiếm, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật hoang dã, lên án các hành vi buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật. Năm vừa qua thì VinWonder Nam Hội An đã tài trợ và cũng như tổ chức đồng hành cùng với hội thi vẽ của toàn quốc về việc là vẽ về chân dung các cái loài động vật hoang dã. Cùng trong cuộc thi vẽ đó thì lại đồng hành cái việc là đào tạo các em về việc là chúng ta tương tác động vật như thế nào, chúng ta bảo vệ ra sao, và thậm chí cái việc mà liên quan tới đi du lịch trên sông chúng ta phải hạn chế những cái vật dụng gì, không được cho thức ăn của các cái loài như thế nào, là vì tình hình là vẫn có tình trạng là du khách đang bỏ rất nhiều cái dụng cụ về plastic, những đồ bao bì nó không đảm bảo với môi trường, nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của động vật luôn. Thì cái đó là được lồng ghép vào cái chương trình mà được thi vẽ được vừa rồi, vì chung tay bảo vệ động vật hoang dã cũng là chung tay bảo vệ về môi trường xanh. Tại hội thảo chuyên gia mô hình điểm du lịch xanh vừa diễn ra tại thành phố Hội An, Green Wonder Nam Hội An là một trong 12 đơn vị được trao chứng nhận du lịch xanh. Tính đến thời điểm này, Quảng Nam có 25 doanh nghiệp du lịch được Ủy ban dân tỉnh công nhận đạt chứng nhận du lịch xanh này. Quảng Nam là địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng bộ tiêu chí du lịch xanh và công bố nhân dịp đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia 2022 vào tháng 11 năm 2021. Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam gồm 6 tiêu chí: du lịch khách sạn, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, khu nghỉ dưỡng, tiêu chí doanh nghiệp lữ hành, điểm du lịch dựa vào cộng đồng và điểm tham quan du lịch. Các tiêu chí tập trung chú trọng vào các yếu tố như quản lý chất thải, sử dụng nguồn nước, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, không sử dụng các thực phẩm biến đổi gen, mang lại giá trị cho cộng đồng, kinh tế địa phương. Các nội dung này được xây dựng với sự hỗ trợ của các chương trình du lịch bền vững Thụy Sĩ, tham khảo từ 25 bộ tiêu chí quốc tế và điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Thời gian vừa qua thì tập đoàn VinGroup đang hướng tới cái việc làm môi trường xanh và bền vững. Cũng rất là may mắn trong năm nay thì khi mà đã làm việc được với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kết hợp với cái Hiệp hội của Thụy Sĩ. Đợt này về thì họ cũng đã thẩm định và định hướng tới là VinWonder Nam Hội An là một cái điểm du lịch giải trí mà gắn liền với cái du lịch xanh. Thì ngay lập tức thì phía cơ sở cũng đã rất là tích cực trong công tác là phối hợp với các cái phòng ban liên quan của bên chỗ sở để làm sao chúng ta thực hiện được, thẩm định được cả quá trình mà liên quan tới xanh. Cái đợt mà chúng ta làm về du lịch xanh này nó rất là phù hợp và không chỉ vì cái việc này mà chúng tôi làm, chúng tôi đã làm trước đó rồi, và qua cái chứng chỉ này thì chỉ làm bổ sung thêm và cho chúng tôi có thêm động lực để duy trì và cũng đã phát huy thêm tất cả những cái điểm mạnh của cơ sở để mang đến cái sản phẩm dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng và cũng như đến với cái thị hiếu người tiêu dùng hiện nay hoặc là khách du lịch hiện nay, hướng đến cái vấn đề là phát triển xanh và bền vững. Đối với các doanh nghiệp thì khi tham gia bộ tiêu chí xanh tôi đánh giá là có rất là nhiều cái lợi ích. Cái lợi ích đầu tiên là họ sẽ có một cái cơ sở nền tảng về những cái tiêu chuẩn ngành để họ sẽ tuân theo để đảm bảo là những cái vận hành của họ được chuẩn chỉnh. Cái thứ hai là khi mà nói về phát triển xanh, phát triển bền vững thì nó giống như một cái khoản đầu tư lâu dài, tức là sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được cái chi phí vận hành trong một khoảng thời gian dài. Và thứ ba là nó có giúp cái doanh nghiệp của mình vận hành một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra thì hiện nay với cái xu thế khách du lịch ngày càng, cái nhu cầu về những cái sản phẩm và trải nghiệm du lịch xanh, du lịch bền vững ngày càng tăng cao thì cũng giúp mình có được cái lợi thế về thị trường và cạnh tranh hơn để thu hút được cái nhóm du khách mà quan tâm đến những cái vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường hay là bảo tồn văn hóa. Năm 2024, Quảng Nam đăng cai năm quốc gia đa dạng sinh học. Việc hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà nước trong thực hiện các mục tiêu bảo tồn động vật, doanh nghiệp tạo những điểm đến xanh như VinWonder Nam Hội An là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng sự kiện đặc biệt này. Năm 2024 này, Quảng Nam đã đăng cai năm quốc gia đa dạng sinh học và tôi cho rằng là đây là một cái năm hết sức là quan trọng. Rất là nhiều cái sự kiện diễn ra từ miền biển cho đến trung du và miền núi, và trong đó là có sự phối hợp tác giữa chính quyền với lại các doanh nghiệp, với các tổ chức quốc tế, với cộng đồng nhân dân. Và VinWonder đã xây dựng cái mô hình là một trung tâm cứu hộ các loài động vật. Đây là một cái trách nhiệm, một cái thông điệp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay đồng hành cùng với lại tỉnh Quảng Nam trong quá trình tổ chức cái năm đa dạng phục hồi sinh học. Và qua cái hoạt động tại trung tâm này thì không chỉ là góp phần trực tiếp vào cái cứu hộ động vật mà đây là một thông điệp thấy rằng trách nhiệm vai trò của cộng đồng doanh nghiệp đối với lại cái phục hồi đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên kể cả các loài động vật, và cũng là một cái sản phẩm du lịch mới tại Quảng Nam. Du lịch tỉnh Quảng Nam kiên định với mục tiêu xây dựng thương hiệu Quảng Nam điểm đến du lịch xanh, trong đó kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, bảo tồn để phát triển và phát triển để bảo tồn. Những hoạt động cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã như ở River Safari Nam Hội An đã góp phần làm phong phú thêm những điểm đến xanh của xứ Quảng.